Thông tin về số ca nhiễm nCoV vượt quá 100 và 6 người tử vong ở bang Washington đã khiến người dân tại nhiều nơi ở Mỹ đổ xô đến các siêu thị Costco, Walmart, Whole Foods và Duane Reade những ngày qua để tích trữ đồ dùng. Trong ảnh, cảnh tắc nghẽn vì quá đông người mua sắm diễn ra bên ngoài siêu thị Costco ở Honolulu, bang Hawaii hôm 28 tháng 2, sau khi cơ quan y tế địa phương khuyến cáo người dân tích trữ đủ thực phẩm, nước uống và các đồ dùng thiết yếu trong 14 ngày. Ảnh, Reuters. Ông Duane Tanouye, một người có mặt tại Costco hôm đó, cho biết có đến 200 người xếp hàng bên ngoài siêu thị. Mỗi khách hàng chỉ được mua những sản phẩm thiết yếu như giấy vệ sinh với số lượng nhất định. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chất đầy những sản phẩm này trên xe đẩy. Ảnh, Reuters. Tại bang New York, sau khi một phụ nữ ở quận Manhattan trở về từ Iran được xác nhận là ca nhiễm nCoV đầu tiên hôm 1 tháng 3, người dân cũng chen chân vét sạch siêu thị. Một nhân viên của Whole Foods Market cho biết siêu thị này đang bị thiếu thực phẩm khô và nước đóng chai để bán. Khá điên cuồng, Stephanie Chang, một khách hàng quen, nói. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này. Ảnh, cây nước rửa tay là một trong những mặt hàng được săn lùng nhiều nhất. Một nhân viên của chuỗi cửa hàng dược phẩm Duane Reade ở Manhattan cho biết đã nhập lượng nước rửa tay gấp 3 lần so với trước đây, nhưng vẫn không đủ hàng để bán. Ảnh, Reuters. Kệ thuốc hạ sốt trẻ em ở Duane Reade cũng trống rỗng. Ảnh, Nikkei. Tại siêu thị ở quận Brooklyn hôm 1 tháng 3, hàng trăm người, trong đó nhiều người không đeo khẩu trang, hối hả mua nước đóng chai, gạo và các đồ dùng gia đình. Các nhân viên siêu thị cho biết họ phải bổ sung nước khoáng lên kệ hàng liên tục. Covid-19 đã khiến họ hoảng sợ. Họ nghĩ tận thế sắp đến, Jerry, quản lý siêu thị, nói. Dù sao thì điều đó rất tốt cho việc kinh doanh, anh nói thêm, dự kiến siêu thị đạt doanh thu hơn 1 triệu USD trong ngày. Ảnh, Post. Một siêu thị ở New York thông báo hết sạch nước, giấy vệ sinh, khăn ướt và giấy lau khô. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã kêu gọi người dân bình tĩnh và không lo lắng thái quá, nhưng cảnh báo nguy cơ nCoV lây lan tại trung tâm tài chính toàn cầu này là không thể tránh khỏi. Ảnh, Twitter. Cảnh tượng hỗn loạn cũng diễn ra tại một siêu thị ở ngoại ô thành phố Sisto, bang Washington. Một người cho hay, có tới 1.400 khách chờ sẵn khi siêu thị mở cửa và họ tranh nhau mua nước khoáng, bánh mì, gạo. Bang Washington là nơi ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nCoV tại Mỹ hôm 29 tháng 2. Đến nay cả đều ở bang Washington. Bang này cũng ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính mới với nCoV, nâng tổng số ca nhiễm lên 18, trong đó có 3 ca ở cùng một viện dưỡng lão. Chính quyền bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với Covid-19. Ảnh, SHANJENNATRUTHSTER. Dòng người xếp hàng nhiều giờ liền bên ngoài một siêu thị ở thành phố Sunnyvale, quận Santa Clara, bang California hôm 2/3 bang này tuần trước phát hiện không rõ nguồn gốc ở quận Solano và quận Santa Clara. Hai bệnh nhân này gần đây không đến vùng dịch, không tiếp xúc với người từng ra nước ngoài hoặc người nhiễm virus, cũng không liên quan đến nhau. Video, SHANJENNATRUTHSTER. Cảnh mua sắm tại một siêu thị ở bang New Jersey hôm 2 tháng 3. Video, Reuters. Nancy Stenier, quan chức Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, ngày 25 tháng 2 cảnh báo tác động của nCoV có thể rất lớn và việc dịch bệnh lan rộng hơn ở Mỹ là không thể tránh được, cảnh báo mọi người cần bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ tuần trước khuyến cáo dân chúng chuẩn bị thực phẩm khô, các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và các loại thuốc đủ sử dụng trong 30 ngày, đề phòng nguy cơ dịch bệnh leo thang. Let's Block Us. Why?